Cách nhận biết con gái quần jean qua bề ngoài chính xác nhất. Xin chào các bạn, ngày nay, mặc dù xã hội phát triển và cởi mở hơn trong vấn đề này, nhưng phần lớn, nam giới đều mong muốn được yêu và cưới một cô gái quần tinh khôi. Trong clip ngày hôm nay, Phong Thủy và Sức Khỏe sẽ bật mí với các bạn cách để nhận biết một cô gái quần tinh khôi qua bề ngoài nhanh và chính xác nhất. Một, nhận biết thông qua dáng đi. Nhiều người thường quan điểm rằng cô gái quần jean thông thường sẽ có một dáng đi khép nép, còn những cô gái từng trải sẽ có những dáng đi khuỳnh khoảng, thiếu sự mảnh mai mềm dẻo. Lý do là cửa tam giác của phụ nữ tăng lên sau khi đã có hoạt động vợ chồng, khiến cho dáng đi bộ của cô nàng thay đổi đôi chút. Tuy nhiên, cách nhận biết con gái trong sáng qua bề ngoài này chỉ đúng một phần, nó không hoàn toàn chính xác, bởi trong thực tế có rất nhiều chị em mặc dù đã từng trải, thậm chí là sinh nở nhưng vẫn giữ được dáng đi nuột nà uyển chuyển. 2. Cách nhận biết qua bề ngoài nhờ mái tóc. Con gái chưa lần nào từng trải bao giờ cũng có mái tóc bóng, mềm mịn, như thể thường xuyên được hấp dưỡng. Hiện tượng này là do họ chưa từng sinh hoạt vợ chồng, chưa tiếp xúc với hormone nam nên vẫn giữ nguyên được những nét nữ tính của riêng mình. 3. Cách nhận biết thông qua đôi mắt. Nhìn vào đôi mắt của bạn có thể biết cô nàng quần jean hay không. Với những cô nàng chưa bao giờ sinh hoạt vợ chồng, con ngươi sẽ luôn trong sáng, long lanh, màu xanh ngà ngà. Nhìn vào đôi mắt ấy, bạn sẽ thấy thật ngây thơ, yên bình. 4. Dấu hiệu dựa vào xương hàm. Khi nóng, xương hàm, nơi mà tiếp giáp với cổ của người nữ giới, sẽ tiết ra mồ hôi lấm tấm hoặc nổi mụn nhỏ li ti dưới da. Những phản ứng này chỉ xảy ra đối với nữ chưa từng sinh hoạt vợ chồng. Bởi lẽ, màng bọng khi chưa bị rách, khí huyết có thể phân tán khắp cơ thể và kết tinh lại nơi xương hàm, tạo nên những nét đẹp ê lệ, quyến rũ. Và họ sẽ không còn hiện tượng này nữa sau khi sinh hoạt vợ chồng lần đầu. 5. Phân biệt qua sống mũi. Quan sát sống mũi cũng là một cách phân biệt thú vị. Cô nàng có sống mũi cao, khi cười, mũi thường xuất hiện nhiều vân ngang dọc, thì đây là mẫu người phụ nữ vô cùng bảo thủ. Vì vậy, những người phụ nữ này hiếm khi sinh hoạt vợ chồng trước với người đàn ông, dù họ có yêu thương người ấy như thế nào. Hơn nữa, nếu như nữ giới có sống mũi cao, thẳng, cùng đôi lông mày dài, thì đây là mẫu người sợ yêu. Bạn có thể ôm họ, nhưng bạn muốn họ vượt rào thì quả thật là khó hơn lên cung trăng. 6. Cách nhận biết phụ nữ thông qua bắp tay. Để có thể phân biệt được nữ giới quần tinh khôi hay không, thông qua bắp tay, đòi hỏi nam giới phải cực kỳ tinh tế. Bạn chỉ có thể nhận biết thông qua bắp tay khi cô ấy đang đi đổi rác hoặc đang chạy nhảy. Nếu bạn thấy bắp tay của cô ấy áp sát vào bầu ngực và phần bên dưới thả lỏng tự nhiên thì chứng tỏ cô ấy chưa từng sinh hoạt vợ chồng. 7. Cách kiểm tra qua hai bánh bao và màu sắc vùng tam giác. Màu sắc vùng tam giác và hai đầu bánh bao là một trong những cách nhận biết con gái quần tinh khôi qua bề ngoài chính xác. Nhiều người cho rằng nữ giới đã từng trải, hai đầu bánh bao sẽ bị thâm, vùng tam giác sẽ có màu đen hoặc không còn hồng hào nữa. Tuy nhiên, cách kiểm tra này rất khó thực hiện, bởi bạn chỉ có thể áp dụng cách này khi nhìn chộp cô ấy hoặc cô ấy đồng ý cho bạn xem. Ngoài ra, bạn cũng có thể biết dựa vào hai đầu bánh bao. Đối với những cô gái tinh khôi, hai đầu bánh bao thẳng, rung động nhẹ lên xuống mỗi khi cô ấy di chuyển. Ngược lại, nếu hai bánh bao ngực đàn hồi mạnh thì e rằng cô nàng khá sành sỏi trong vấn đề này. 8. Nhận biết qua thái độ và hành vi. Tính cách của mỗi người có thể được nhận biết thông qua thái độ và hành vi. Do đó, đây chính là một trong những cách nhận biết con gái quần tinh khôi qua bề ngoài có độ chính xác cao nhất. Nếu như một người phụ nữ từng trải, hiển nhiên cô gái sẽ không ngại chạm vào một người đàn ông. Tuy nhiên, nó là một chỉ số quan trọng để chúng ta xác định cô gái quần tinh khôi hay đã mất. Một người con gái nếu vẫn còn trong sáng, cô gái sẽ cảm thấy lo sợ thân mật với bạn trai. 9. Nhận biết qua việc quan sát vòng ba. Nếu khi di chuyển, vòng ba của cô gái di chuyển theo chiều lên xuống hoặc trái sang phải nhẹ nhàng thì có thể chứng tỏ cô gái quần tinh khôi. Ngược lại, nếu như mông một hướng, eo một hướng, thân hình miệng cược thì rất có thể cô nàng đã rất từng trải. Thưa với tất cả các bạn, ai trong cuộc đời cũng từng lầm lỗi và ai cũng xứng đáng nhận được cơ hội lần nữa để tìm hạnh phúc cho mình. Vì thế, nếu như bạn biết cô ấy không còn là con gái thì cũng đừng rời xa cô ấy như ai đó đã từng. Hãy yêu thương, trân trọng cô ấy nhiều hơn nữa, bởi ai cũng có quyền được yêu và yêu thêm lần nữa. Hy vọng những thông tin trên đây có thể giúp cho các bạn biết cách nhận biết con gái quần tinh khôi qua bề ngoài. Phong Thủy và Sức Khỏe kính chúc các bạn nhiều niềm vui, hạnh phúc. Hãy để lại ý kiến của mình cũng như bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ nhé.